Xin chào các anh, hôm nay em đến đây để giới thiệu các anh một vài âm ly và đồ CD mới. Đây là đồ âm ly để nông PMA S10 35A L. Em này có giá hiện tại bây giờ là 26 triệu Việt Nam đồng, bảo hành 6 tháng. Đây. Công suất là 200W 8 ohm. Hôm nay thì không hoàn thiện, sản xuất năm 2001. Rất là mới nha các bạn. Mới không một vết xước luôn. Cho các bạn xem. Mặt tiền thì không một vết xước nhé. Rất là đẹp, hàng long lanh luôn. Em này thì còn rơi nguồn zin thôi. Đây sang bên cạnh này. Xuống dưới này là một cái Sansui AU Alpha 6-7 MR. Em này có giá là hơn 9 triệu Việt Nam đồng, khoảng 3 tháng. Đó. Công suất là 210W 6 ohm. Em này thì không có khiển, có vết xước hộp bẩn. Sản xuất là 1995, tuy nhiên có vết xước hộp bẩn, tuy nhiên là mặt tiền thì không hề có vết xước nha các bạn. Này mặt tiền rất là, mặt trước này rất là đẹp. Sang bên này thì có một em 607XR đó, em này giá khoảng hơn 7 triệu đồng, bảo hành 3 tháng. Công suất thì vẫn như kia. Công suất là 210W 6 ohm. Công suất là 1994. Không có khiển. Rất đẹp. Mấy con này thì mấy lần trước em đã quay rồi. Các bác nào muốn xem tham khảo thì mua ở những video lần trước của em nhé. Còn kia này, sang bên này, con này Ura P100 Evolution 2, con này giá 12 triệu Việt Nam đồng. Âm ly rất là hay. Đây này của em Sony TA 3650. Em này giá 5 triệu Việt Nam, bảo hành 3 tháng. Công suất 120W tháng 1. Nhìn rất là mới nhé. Tuy nhiên thì em này không có khiển. Đây là em Marang PM68, em này trị giá là hơn 3 triệu Việt Nam đồng, bảo hành 3 tháng. Công suất là 200W 8 ohm. Sản xuất năm 1998, có vết xước, có bẩn. Đấy, đây, có một vết, ít vết xước đây. Sang bên này thì em giới thiệu với các bác là đèn nông. Này là dòng chơi nhạc mạng này, đèn ông DNP 720SE, giá là gần 4 triệu Việt Nam đồng, bảo hành 3 tháng. Em này còn khiển đó, có cổng có cổng USB này, Wi-Fi, AirPlay này, giải nhạc 24 bit, MP3, OM-AAC, FLAC này, WAV này. Đó.
Em này còn sách hướng dẫn sử dụng nha các bạn. Còn sách hướng dẫn còn còn sách hướng dẫn còn khiển. Đấy. Trên này là một em đầu DCD của Đề Nông. Đề Nông DCD 800NE. Đấy. Bảo hành 6 tháng. Giá là gần hơn 7 triệu Việt Nam đồng. Đấy, cái này thì cho chất âm cao này. Có hỗ trợ DAC này. Đấy. Em này thì còn khiển này. Có cổng USB. Đây các bác. Em cho các bác xem. Đó, hàng rất là mới. Ui, em này thì nhẹ lắm. Đây, em quay cả đằng sau cho các bác xem. Đây em xin giới thiệu hai em chất lượng nhất ở cửa hàng này, đó là đầu CD Marantz. Đấy, Super Audio Marantz. Mã là SA15S2, em này có cổng DAC nha các bác. Có giải mã này. Đấy, em này giá là 18 triệu Việt Nam đồng. À chết, em nhầm, 16 triệu Việt Nam đồng. Đấy, bảo hành 3 tháng. Chạy được Super Audio CD. Em này có kiêm luôn cả giải mã nha các bác. Đấy, em này còn khiển luôn, giá mới là hơn 30 triệu Việt Nam đồng. Rất là đẹp luôn. Sản xuất năm tháng 10 năm 2008 này. Đấy, nhìn rất là mới nha các bác, còn khiển, còn dây nguồn zin. Quá nét luôn. Bên dưới này là một em Marantz giải mã. Em này dòng chơi nhạc mạng này. Đó, Marantz, mã là NA7004. Giá là hơn 5 triệu Việt Nam đồng, bảo hành 3 tháng. Em này có một cổng USB DAC. Đó, đây. Rồi. iPod này, USB này. Port USB 5V 1A. Nhìn rất là mới cho các bác lựa chọn nhé. Em thấy hai em này đẹp nhất ở đây. Em xin chào các bác, hẹn gặp lại các bác ở video lần sau. Các bác thì nhớ bấm like và bấm đăng ký kênh để ủng hộ em, để em ra những video lần sau. Xin chào các bác.